Rồi, hello nha Nam. Phép xe máy xin gửi lại chào và chúc sức khỏe đến anh chị em gần xa đang coi YouTube của Phép xe máy nha. Sau đây em xin phép cập nhật xe tại cửa hàng. Đây địa chỉ bảng hiệu cửa hàng của em nha. Đó. Anh chị em cứ đến trực tiếp coi xe hoặc là mình có thể giao dịch online như thông lệ như nhiều năm nay Phép đã bán nha anh em. Dãy quay thái này thì giá cả đầu Phép cũng có ghi trên yên hết anh em ơi. Xe nào cũng có ghi giá đó ha. Còn con nào chưa thấy giá thì chắc có thể là nó mờ hoặc là nó bị phai gì đó, tại ghi bằng phấn mà. Đó. Làm việc vậy là đỡ mất thời gian nhau lắm ha. Con đỏ là bớt chịu ha. Mấy cái xe ga là dễ bớt lắm á, anh em điện này là bớt à. À, mùa ấy thì mình bán theo mùa ấy. Xe sụp thì mình bán là giá xe sụp. Đó. Chứ mình đâu có mà giữ giá được anh em ha. Mình phải bán theo cái ba rem của thị trường hết. Toàn bộ bán theo ba rem hết. Đó, F10. Giá nào cũng có ghi hết. Đó, ví dụ nè, mấy con này nè. Đó, giá trên điện đó, thấy không? Xe nào giá đó đầy đủ. Còn mày dạy xe côn ha, xe côn đời mới nè, giá quá rẻ luôn. Sonic, Sakia, mấy con Winner anh em giảm sắp sàn luôn. Winner V3 ha, đi 2.000 cây, đi 3-4.000 cây vậy, nói chung xe đi rất ít luôn. 24 năm, 26 năm. Đó. Quá đẹp, con xe mới chát luôn nha. Con này như con này chưa tăng sên luôn. Còn này copy Thái ha, 62 cũ ha. Cái này mấy dòng AB đời 2010. Này AB đời 2016, 17 ha. Con này 28, con này 26. Quét 3 rồi, có ghi giá hết trên yên luôn. Con này giảm 2 triệu luôn rồi nè, con màu hồng nè. Con này ba mấy triệu, quay ô 160. Con này cũng giảm 2 triệu luôn. Trước giá 66 nè, em đồ đi số 4 nè, thấy không? Con này 125 anh em ha. Đó. Mấy con này cũng gì cũng có giảm hết nè. Con này có 49 triệu nè. Bản đặc biệt là 221. Đó, mình cần chi tiết thì mình cứ liên hệ dưới sang trường á. Mấy đứa nó sẽ nhắn tin inbox cho anh em. Cần thêm chụp cái gì đó. Ha, anh em cứ lập việc đi sang với trường giùm em. Có ghi giá liền hết á. Nhiều khi mình sợ cái clip nó thời lượng nó dài quá, cái mình đi lẹ đó nè, anh em không có thấy được. Con này cũng có giảm triệu nè. Bên này cũng giảm khá là nhiều mặt hàng nè. Con này cũng còn 28 nè. Ổ mắc cây á, màu xanh cổ lông đẹp quá. Giá cả rõ ràng hết, mua bán công khai gành mặt nè. Con này mở kinh, con này ẹt, giá ghi hết trên yên. 22 triệu là được chiếc ẹt chạy rồi. Ẹt này mới về, con này cũng có mới lên clip hồi nãy nè. Rồi ha, giá trên yên luôn. Mấy con xe ga nè, BCX có 32 triệu nè. Mùa này xe rẻ lắm, mời anh em đến cửa hàng tham khảo. Dây đít này biển 4 số An Giang, giấy lồng xuyên mới về, mới vừa mua xong á. Xe quá đẹp, xe đó cái đầu bò xinh lè luôn á. Vô đi, mai tính. Rồi, mấy con Polet này em cũng có giá là điên nha anh em ha. Mấy con trong đó 27 á, con này 28 á, hai màu đỏ nhưng mà nó khác, giá khác ha. Neo cũng vậy nè, neo phép cũng ghi trên yên hết. Xe nào giá nào đó anh em cứ alo. Clip này chủ yếu mình điểm qua đây, điểm qua lẹ các mặt hàng ở tại tiệm thôi. Con này nhông sinh dĩa chưa thay luôn nè. Này full led. Này full ít lên áo, ít xăng cơ. Này phải gọi là xuống áo chứ.
con này lên đồ thái nhiều nè, câm niền, câm niền không là 4 triệu mấy á, câm cái niền, niền si a câm thái đó. Xe nào giá nào đó anh em cứ liên hệ ủng hộ hết nè. Cúp đen, cúp thái nè, super. Chấp 10 còn cặp ha, 2000. Anh ba màu tím sen. Đẹp đó anh em. Con này lóc đen. Con này quay 197. Còn biển 4 số hồi đó luôn á. Sắp 8X1. Anh em ủng hộ mấy con mô tô mua tưa này nha anh em. Có gì đó liên hệ cần là thích thì alo em bớt cho. Chứ để hoài đúng làm gì đâu. Seawood nè. Seawood thì tầm 10 mấy triệu ha. Trên dưới 10 củ. Còn con này thì nó khác ha. Con này thì anh em biết rồi. Con này để cà phê được chơi thôi. Đời đầu á. Đây đầu có mẫu Seawood loại này ha. Giá trên yên nha anh em, 16 năm, 19 năm, 15, 12. Mùa này xe cực rẻ luôn, mời anh em đến để mà tham quan ha. Này Seawood 50 6 triệu rưỡi, máy zin nè. Phu trời là 19 năm nè. Này 16 năm. Này 15 triệu. Này chốt rồi. ZX này 26 nè. Wilson 22. Black 11 năm. Thằng nô này 12 năm. Này 9 triệu rưỡi ha. Sibo 22, Ad 14. Win V 16. Này neo kim 209 32 năm. Đó. Rim lùng nữa nè, rim lùng 14 năm. Biển 4 số ở đó luôn. Con này 97 anh em. Tem 97, tem nhỏ lóc đen. Ha. Anh em coi xe nào thì ủng hộ em. Giá đầu ghi trên yên hết luôn. Con này giảm 500 ngàn còn 20 nè. 67 nè. Con này sấp 98 à. 26 triệu mấy ghi nha. Con này còn biển hồi đó luôn đó anh em. Anh em ở Kiên Giang mua con này về kỷ niệm luôn. Đó, sấp 8X1. Hồi xưa mà đậu trong nhà mà X1 lại bị văng. Giờ kêu là cỡ cốm đó. Ôi, Sibo 20 22 triệu á. Suchitan. Đó, Singer. Jupiter 17 triệu FI. Seawood FI. Jupiter 9 triệu rưỡi. Sumat 12 triệu. Đó. Subet. Đi lẹ lắm mà gần 10 phút rồi anh em ha. Nói chứ anh em có quan tâm nào thì cứ đừng ngại anh em nha anh em. Cứ inbox đi. À, mùa này xe giá tốt là tranh thủ cũng nên mua cái mùa này. Xe nhiều lắm luôn. Giá cả đâu ghi hết trên yên luôn. Anh em đến 1027 mặt cũ phường Vĩnh Quang nghịch giá. Anh em thấy cái bảng hiệu chiếc xe màu hồng ha, là ngay cửa hàng anh em ha. Mời anh em đến để coi mua xe. Hôm nay thì anh em đến cũng đông đó. Hôm nay nhiều anh em ở xa đến lắm. Anh em trên top anh em trên YouTube nè, Facebook nữa cũng lại ủng hộ cửa hàng cũng nhiều. Rồi ok anh em ha. Anh em ở xa anh em lên Google Map á, anh em search cửa hàng xe máy cánh thép, anh em chọn cho đường đi để anh em biết cái thời gian, không gian, khoảng cách đi đến cửa hàng bao nhiêu km ha. Hoặc là anh em giao dịch online qua số điện thoại của Sang Trường. Ở đây phép có ship xe cho anh em toàn quốc luôn ha. Rồi phép chúc anh em vui khỏe và khá nhiều thành công cuộc sống. Rồi xin cảm ơn.